này mới quan trọng nè. Rồi đố fan nào biết mấy cái này là gì không nha. Thì cái này là cái đầu lọc của cái bộ phun xăng nha. Thì sắp tới mình sẽ làm cái video clip về cái vệ sinh và hai cái lọc đầu kim phun á. Này, nó có chút ép à. Này, vệ sinh hai lọc đầu kim phun nha, thì lâu ngày cái đầu kim phun của mình nó bị nhiều khi nó dơ, nó bám bẩn lên đây giống như cái đầu lọc nước vậy, mà mình không vệ sinh của nó thì xăng nó không có qua đều được. À, cho nên là làm cho cái bộ bét phun nó phun cũng không có tươi đều. À, có khi nó bị dư xăng, hoặc là nó phun tia phun dồi nó nhiều xăng quá rồi cái buri cái nó đen thùi lùi á, thì cũng có thể do cái đầu lọc của kim phun nha. Rồi thay kim phun thì liên quan tới điện xăng, điện đóm gì tùm lum hết, cho nên mình mở cục bình ra trước cho nó an toàn chắc cú nha. Rồi bọc lại cho cẩn thận. Rồi trong cái quá trình mở cái nắp giàn cò ra để mình thay cái ron á, thì sẵn đây mình sẽ vệ sinh cái bộ kim phun phía sau luôn nha. Thì trước tiên mình sẽ đậy cái nắp này lại cho bụi cát rồi nó đừng có rớt vô trong cái máy, rồi mình mới thao tác mình làm cái phần kia ha. Ừ, mình đậy kín lại cho bụi cát nó đừng có rớt vô, nó cũng hạn chế nha, đừng có rớt vô đó. Rồi sau khi mình đậy xong thì mình sẽ coi cái gì nó liên quan tới kim kim phun á, thì mình sẽ mở ra. À, ví dụ như cái cục này thì mình lấy vít mình nại nó ra, lấy vít mình nại nó ra này, cục này cục áp suất hơi của xăng, xăng dư xăng thừa vậy đó, mình nại nó ra. Rồi nại nó ra thì ở đây nó có cái cảm biến điện nè, thì mình bấm cái cọng kẽm xuống, để mình rút ra luôn đó. Bấm cọng kẽm xuống rồi mình lùa nó ra ngoài luôn. Rồi rồi tiếp theo nữa là mình rút ba cái gắt của cái cảm biến của cái vòi phun xăng ra đó, 1 2 3 bên, thì bắp cọng kẽm để mình rút ra luôn ha, với cái ống xăng đi vô. À, ống xăng đi vô dưới đây. Ngay cái đầu này nó có cái ống xăng đi vô, rồi mình bóp cái ngàm này vô nè, rồi mình nhận xuống là nó ra. Rồi trước tiên mình sẽ bấm mình rút ba cái gắt điện của ba cái kim phun ra. Đó, mình bấm bấm cái này vô nè. Đây nó có cọng kẽm, mình bấm vô rồi mình lấy nó rút nó ra hơi đơn giản. Rồi tiếp theo cái thứ hai. Ừ, tiếp theo cái thứ hai cũng như vậy. Rồi tới cái thứ ba cũng vậy luôn nha. Rồi vậy là xong được ba cái. Ba cái thì mình lùa nó ra, đi ra ngoài sau một chút đi cho mình dễ lấy cái kim phun. Rồi. Rồi bây giờ tiếp theo mở cái ống xăng, thì cái ống xăng đã nằm chỗ này đây, chỗ này cái ống xăng đây, thì mình muốn mở cái ống xăng thì là mình ra phía sau mình mở cái nắp của cái bình xăng ra để áp suất bình xăng nó đừng có trào xăng lên đây. Rồi giờ mình sẽ mở cái nắp bình xăng ra nha, cái chỗ đổ xăng á, thì trước tiên mình bật cái này lên đi đó, bật lên. Rồi bật lên đây, bung ra thì mình dặn cái nắp này ra cho áp suất xăng nó đừng có ấy lên đây nha. Rồi mình đậy cái này lại đi,
để bụi hoặc là cái nãy kia rớt vô bình xăng. Còn cái nắp xăng này mình có thể để lên đây hoặc là mình cột đâu á. Rồi giờ mình sẽ mở cái co ống nối cái vô cái dòi bộ dàn phun xăng ra ha. Thì nếu mà có cái kìm á mình bấm mình đẩy xuống. Còn không có mình phải cần có hai tay hai cái ngón thỏ nè. Mình bấm vô rồi mình đẩy xuống nha. Rồi giờ mình sẽ tháo hai con ốc của cái bộ kim phun ra nha để mình nâng nó ra ngoài. Rồi dùng kim cương bản của mình gặt cái rắc là nó ra được rồi. Rồi giờ tới con ốc phía bên này nha. Rồi sau khi mình gặt ngay cái rắc rồi mình lấy tay mình dặn nó ra thôi, nó cũng nhẹ nha. Rồi sau khi mình mở hai con ốc của bộ kim phun ra rồi thì giờ mình dùng tay mình hãy nó ra ngoài thôi. Rồi sau khi mình hãy nó ra ngoài được thì mình nâng cái đầu này lên để mình mở cái đầu tiếp xăng dưới đây vô nha. Rồi mình bấm cái đầu cái rắc tiếp xăng á, mình bấm mình lôi ra ngoài. Rồi vậy là mình đã lấy ra được cái bộ đầu kim phun. Trời ơi nó dơ nha, dơ bà cố lị luôn. Rồi sau khi mình mở được cái bộ kim phun ra rồi thì giờ mình sẽ rút ba cái đầu kim phun ra, mình vệ sinh cái phần càng kim phun trước nha. Thì muốn mở cái đầu kim phun ở đây nó có cái lẫy nè, này nó có cái lẫy nó gài lại thì mình tách hai ra cái lẫy đó ra ha. Này nó giống như cái phe vậy đó, rồi ở đây cũng vậy ha. Này rồi ở đây cũng vậy, đây cũng có cái phe. Rồi giờ mình sẽ nắm cái đầu này rồi mình rút nhẹ nhẹ nó, từ từ nó ra thôi. Trong đây thì nó có cái phốt thôi chứ không có gì hết. Mình vừa rút vừa lắc 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 cho nó ra nha. Đó. Mình rút ra nó kêu cái tục là xong. Rồi nếu mà mình có kim phun mới thì mình vệ sinh cái phần này rồi lấy kim phun mới mình gắn vô thôi. Còn cái này thì mình vệ sinh lại cái phần kim phun cũ nè.
Hiện đây nó là 1, 2, 3 nè, mình cũng làm dấu 1, 2, 3 để mình lát mình gắn vô cho đúng thứ tự luôn nha. Này 1, 2, 3 ha. Mã của nó là 1742. Ở đây là 0255. Cũng 1742. 2055. Cái này 1742. 2025. Hai không hai năm năm, hai không hai năm năm, cái giữa là cũng 2025, rồi cái này cũng 2025, ba cái. Bây giờ mình sẽ lấy viết lông mình đánh dấu 1, 2, 3 luôn nha. Rồi thì mình làm dấu ha, này số số 3 nè. Số 3 mình gạch, 3 gạch. Đó. Rồi cái này số 2. Này số 2 mình gạch 2 gạch. Rồi cái này là số 1. À, số 1 mình gạch 1 gạch thì đếm từ bên cái đầu mà vô xăng đếm qua ha. Là 1 2 3. Thì thợ chuyên nghiệp người ta mới cần làm mấy này, mình amateur mình phải làm thôi nha. Rồi giờ mình sẽ xịt xăng, mình rửa cái phần cái bộ càng phun trước. Thì có thể mình người khác người ta không có làm, tại cái này cũng không có liên quan gì nhiều, nó chỉ dơ thôi. Còn cái này mình sửa xe nhà thì mình làm cho nó kỹ luôn. Rồi mình rửa xăng xong rồi mình chà bằng chải, mình lau sơ cho nó sạch cái này. Quan trọng nhất là mình vệ sinh sạch ba cái lỗ này nè nha, để nhiều khi kim phun mình nhận vô nó có vướng cát hay là nó bị chinh nó sẽ xì xăng. Ba cái lỗ này quan trọng. Rồi giờ mình sẽ lấy hơi mình xịt cho sạch luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh cái đầu phun xăng. Thì mình xịt hơi trước nha. Rồi giờ mình sẽ chế xăng vô mình rửa nha. Rồi mình dùng cái chai boni mình mà xịt vô thì mình thấy nó sáng mà sáng lên, nhưng mà bên trong thì cũng chưa có vệ sinh bên trong nha, mình đang vệ sinh bên ngoài đó. Như thế này nó mình thấy nó là nó đang thui nè, nhưng mà mình xịt vô đó, xịt vô cái mình lau lại là nó trắng lại liền nha. Đó. Không, trắng lại. Trắng lại là trắng bên ngoài thôi nha, nhưng mà bên trong nó vẫn còn dơ, mình sẽ vệ sinh bên trong sau. Thì cái chai này lợi hại lắm nha. Chai này mình mua ở đâu cũng có, mấy tiệm phụ tùng ô tô hoặc là trên mạng Shopee, Lazada gì cũng có nha. Đó, như thế này cái đầu nó đen thui nè.
sạch trơn trắng nõn. Rồi, hello. Giờ mình mua mấy cái lược lọc xăng kim phun nè. Giờ mình muốn thay cái lọc xăng ở trong cái kim phun này ra ha. Muốn lấy cái lọc này ra để thay thì mình dùng cái con vít nè, con vít 5 phân nha. Mình dặn vô cái này. Đó, mình dặn sâu vô. Dặn sâu vô rồi mình dùng cái kìm này mình kẹp ở đây, mình nắm mình giật ra ha. Đó, giật ra là nó ra được cái đầu lược kim phun để mình thay. Thì cái đầu này nó cũng chưa có được dơ lắm, nó dơ nó cũng cũng tạm, là do hồi nãy mình xịt cái chai vệ sinh bình xăng á, mình rửa rồi á, cho nên nhìn nó cũng đỡ đỡ ha. Thì mình sẽ thay cái đầu lược mới luôn. Rồi giờ mình sẽ bơm xăng vô đây để mình vệ sinh cây kim cho nó sạch luôn nha. Rồi chào mấy bạn ha. Thì sau khi mình mở được ba cây kim phun ra rồi, thì bây giờ mình sẽ xịt vệ sinh ở bên trong của cây kim phun. Thì lâu ngày nó cũng đóng bọn ở bên trong đó, nó làm cho kim phun phun cái tia ra không có đều. Thì sau khi mình xịt đó, sau khi mình xịt mình rửa cái phần ngoài nó trắng lên này nè, là cái phần nếu mà cái cũ là nó đang thùi lùi à. Hôm qua là nó đang thùi lùi à. Mình xịt chai Boni này vô là nó trắng sạch như mới lại đó. Giờ mình sẽ phun cái chai Boni này vô bên trong để mình tạo áp suất, mình cho nó phun cái tia ra ngoài. Rồi sẵn mình kiểm tra xem ba cái kim phun này nó có còn phun tia đều hay không ha. Vì muốn làm được như vậy là mình phải chuẩn bị một cái bình 12V. Bình 12V nó có, mình làm hai cộng dây điện nha, hai cộng dây điện. Rồi trước khi mình làm cái công đoạn này thì mình nên đeo cái mắt kính trong vô ha. Đeo vô cho nó an toàn mắt, nhiều khi mình làm sơ sẩy là cái dung dịch xăng phun này nó bay vô mắt thì nó phiền lắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái này mình nhận vô cái đầu này, nhận vô cái đầu lọc kim phun nè. Rồi giờ một tay mình nhận, một tay mình chấm vô cái bình này ha, chấm cho nó nhảy đó, nghe tiếng cọc cọc á. Rồi bắt đầu mình nhìn nhận xuống cái tay này, mình nhận xuống cái bình đó. Thì nó phun ra như vậy là coi như là phun tia ra như vậy là ok ha. Rồi khi làm mình phun xong rồi thì mình rút cái này ra, mình thay kim khác vô. Rồi mình thay kim khác vô. Rồi chúng ta có 3 kim thì chúng ta làm 3 lần là xong rồi ha. 3 kim thì mình làm 3 lần thôi. Đó, giờ mình cái này còn cái lọc kim phun ở đây nè, mình rút cái đầu này ra mình nhận vô. Rồi mình nắm mình giữ để mình nhận, còn tay này thì mình chấm chấm vô cái bình. Đấy.
À, như vậy là coi như mình vệ sinh xong được được ba cây kim phong nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái cách mà để rút cái lược kim phong ra ngoài nha. Cái lược kim phong nó cái vòng nó đen đen đây nè. Nó cái vòng đen đen nó nằm đây. Mình dùng cái con ốc con vít 5 phân mình dặn vô. Mình dặn vô ngay chỗ cái lỗ kim phun á. Cái lỗ lược á. Đó. Rồi mình dặn vô 1 2 tua gì đó. Đó mình kẹp cái kìm rồi mình quay vô 1 2 tua gì đó. Rồi. Rồi giờ mình nắm nắm cái này, nắm cái cục kim phun cho cứng rồi mình giật ra thôi. Rồi sau khi mình dặn cái con ốc vô cái lược kim phun à, mình gị nó thì nó hơi nặng nó không ra cho nên giờ mình kẹp cái kìm ngay đây nè. Rồi mình kẹp cái kìm lấy búa mình khỏ. Mình kẹp cái kìm ngay đây lấy búa mình khỏ cái đầu này của cái kìm. Rồi là nó ra. Đó. Ra cái đầu lược kim phun nè. Thì nó cũng đã đen dơ rồi, mình có vệ sinh rồi nhưng mà vẫn dơ thì mình thay cái mới vô thôi. À, giờ muốn thay cái mới, thay cái lược kim phun mới thì mình rút cái lược kim phun cũ ra rồi. Ừ, rút cái lược kim phun cũ ra rồi mình lấy lược kim phun mới mình để vô mình nhận vô thôi. Rồi lấy búa mình khỏi vô nữa là xong. Rồi giờ tiếp theo cái lược kim phun cũ này thì mình dặn cái con ốc vô 2-3 tua vậy đó. Rồi mình kẹp cái kìm. Kẹp cái kìm cứng, mình lấy búa mình khỏ cái đầu này cho nó bung ra nha. Rồi giờ mình phun mình vệ sinh cái phần bên trong đây rồi mình thay cái lược mới vô. Rồi sau khi mình vệ sinh sạch kim phun hết rồi, giờ mình sẽ gắn cái đầu lược kim phun mới vô nha. Đầu lược kim phun mới. Mình bỏ vô đây rồi mình lấy cái kềm con cái vít búa vít gì cũng được, mình khỏ nhẹ nhẹ cho nó vô. Đó, nó vô bằng sát hết là được ha, vô bằng sát hết. Rồi nó bằng hết này là ổn rồi ha, một cây. Rồi tới cây này cũng vậy ha. Rồi lấy cái lược bỏ vô. Rồi lấy cái đầu ngược của cái cán kìm này mình cỏ xuống. Cỏ nhẹ nhẹ từ từ là nó vô sát. Rồi mình nhìn nghiêng thì mình thấy nó bằng hết thôi. Đó, nhìn nghiêng vậy nè, mình thấy nó bằng hết. Là xong. Rồi tới cái này nữa. Ba cái. Rồi. Rồi mình gõ cho mình thấy nó bằng hết thì thôi ha. Rồi, ok. Rồi xong rồi giờ mình chỉ lên mình gắn vô cái bộ càng của nó rồi ráp vô nữa thôi. Rồi sau khi mình vệ sinh ba cây kim rồi giờ mình sẽ lau chùi cái họng của ba cây kim để cho sạch để mình nhận cái đầu kim vô nha. Tại vì cái phần này nó cũng dơ lắm, nếu mà nó dơ là mình nhận vô nó sẽ bị hở cái ron đó.
ở cái ron là mà xăng nó sẽ bốc hơi ra ngoài. Rồi mình dùng xăng mình tẩm cái nồi lau rồi mình lau nữa nha. Ở đây là cái đầu kim phun nè, đầu kim phun nó mình thấy nó rất là dơ ha. Đó, là gồm ba cái họng để mà nhận ba cây kim phun vô. Thì ở đây mình đã vệ sinh được cái cây này nè. Rồi sau khi mình đã vệ sinh sạch ba cái miệng của cái kim phun thì bây giờ mình sẽ gắp cái càng vô rồi mình nhận cái kim phun vô thôi nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái càng của kim phun là mình gắn ba cây kim phun vô. Thì trước tiên gắn thì mình kiểm tra lại cái ron của hai cái đầu cây kim phun xem nó có bị giòn bị nứt gì không nha. Nếu mà nó còn đẹp thì ok nha, để nó giòn nó nứt là nó sẽ bị hở hở xăng á. Đó, mình kiểm tra xem nó có còn đẹp không. Ba cây là sáu cái ron đây nè. Đây cái ron, mỗi đầu hai cái ron. Thì cái đầu này vô trong máy rồi cái đầu này là nhận vô trong kim phun, trong ca bộ càng. Rồi bây giờ mình sẽ nhận vô bộ càng nha. Thì cái hế bộ càng vậy, hồi nãy hôm bữa mình có đánh dấu rồi đó, 1 1 2 3 đó, thì giờ mình coi lại là xem kim nào số 1, số 2, số 3 để mình gắn vô cho nó đúng luôn nha. Rồi mình sẽ gắn cây kim phun này vô ha. Thì nó có đánh dấu số rồi, mà 1, 2, 3 rồi. Hiện giờ mình cứ theo dấu từ bên cái đường vô xăng nè. 1, 2, 3 mình gắn thôi ha. Rồi, này là cây số 3. Số 3 thì ở đây. Nó mình cầm cái này, mình nhận vô. Thì trước tiên mình tha cho nó miếng dầu để cho nó trơn, nó dễ vô. Đó. Mình cầm về mình nhận vô nha. Rồi. Rất là nhẹ nhàng, không có gì khó khăn á ha. Mình chưa làm mình tưởng đâu khó này kia, chứ làm thì nó rất là dễ. Còn cái này là số 2, mình có đánh dấu hai gạch đây thì nó là số 2, mình nhận vô. Ừ. Rồi cây này là cây số 1. Rồi mình cũng pha cho nó miếng dầu trên cái ron cho nó trơn nó nhẹ. Rồi nhận vô. Rồi nhận cứng vô, mình nghe nó kêu cái cọc nha. Rồi giờ ha, ba cái đầu này mình cũng nhiễu cho nó một tí dầu để mình nhận vô trong cái máy. Rồi xong rồi, giờ mình đem mình nhận vô cái máy rồi mình dặn hai con ốc này vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái kim phun, cái bộ kim phun vô. Ừ. Đưa cái bộ kim phun vô. Rồi mình nhận xuống, đưa bộ kim phun vô.
Rồi mình canh cho nó ngay, mình canh cho nó ngay họng hết ba cái cây, rồi mình hãy nhận xuống nha. Canh nó lọt vô họng hết ba cái rồi mới nhận. Rồi hai tay mình dùng hai hai tay mình ném bên ngoài là mình nhận mạnh vô nha. Nhận mạnh vô mình coi nó có bị vướng rắc điện hay không. Rồi rồi mình nhận vô mình nghe nó sát rồi, nó kêu cái cọc nó sát rồi là ok. Rồi bắt đầu mình dùng hai con ốc mình nhận. Rồi mình dùng đầu tiếp 12 để mình nhận vô cho nó sát rồi mình mới lấy cây kim gọn, kim cung bản mình nhận sát vô được. Rồi vậy là coi như vấn đề xúc kim phun và gắn cái bộ càng kim phun vô rong là xong rồi ha, ok ha. Thì ốc ác rồi mình cũng xiết lại rồi. Đó. Hiện giờ mình sẽ kiểm tra lại về mấy cái rắc điện, để cắm dây điện vô. Khắc phục nó luôn nha, mình sẽ quấn băng keo lại để sơ ý là nó chạm là mệt lắm. Đó. Nếu mà mình không kiểm tra là mình không có phát hiện được cái này đâu. Rồi sau khi mình đã bọc lại cái dây điện nó bị đứt á, thì giờ mình sẽ gắn cái mấy cái rắc điện vô. Thì trước tiên mình xịt miếng rồi vây vải cho nó có ten, nó rỉ ten ra, nó đỡ nó ăn điện tốt hơn nha. Rồi giờ gắn vô thì ngược lại như lúc đầu mình tháo ra thôi, mình nó có cái phe này mình bấm vô. Rồi vậy là coi như xong cái phần mình cắm ba cái rắc điện vô cây kim phun. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn cái đầu
ống xăng vô lại cái bộ càng kim phun. Rồi cái này thì về mình đẩy vô thôi, mình đẩy nó vô, nó kêu cái cọc thì dính thôi.